cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trước những hành động của phương Tây làm leo thang căng thẳng tại chiến trường Ukraine qua việc cung cấp những vũ khí tầm xa có thể giúp Ukraine tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, quân đội Nga đã ra tuyên bố cảnh cáo những nước phương Tây sẽ phải chịu sự trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu lãnh thổ của Nga bị tấn công bởi những loại vũ khí của phương Tây ông medvedev cho biết trong một số trường hợp nhất định vũ khí của nga không chỉ nhắm vào kiev chúng tôi sẵn sàng huy động vũ khí hạt nhân chứ không giới hạn với đầu đạn thông thường ông cho biết như vậy quân đội nga khẳng định đợt diễn tập nhằm bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đồng thời khẳng định đây là biện pháp phản ứng với những tuyên bố khiêu khích và lời đe dọa nhằm vào nga từ một số quan chức phương tây phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov sau đó nói rằng những quan chức phương Tây trên gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đại diện của nước Anh. Hơn nữa, ông Medvedev đặc biệt đề cập đến những bình luận gần đây của Ngoại trưởng Anh David Cameron về việc Anh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông đã chỉ trích gay gắt Ngoại trưởng Cameron vì phát ngôn này. Trước đó, ông Medvedev cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tranh luận ở phương Tây về khả năng triển khai quân đội NATO tới Ukraine cũng như việc phương tây tích cực khuyến khích kiev sử dụng tên lửa do phương tây cung cấp để tấn công toàn bộ lãnh thổ nga là lý do moscow tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật bộ quốc phòng nga đầu tuần này thông báo các cuộc tập trận hạt nhân theo lệnh của tổng thống vladimir putin và có sự tham gia của lực lượng tên lửa không quân và hải quân sẽ diễn ra trong tương lai gần cuộc tập trận này còn có sự tham gia của quốc gia đồng minh của nga là belarus nga nhiều lần nêu rõ học thuyết về hạt nhân của nước này trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xuất hiện bất cứ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại, độc lập chủ quyền của đất nước. Hiện giới chức của các nước phương Tây và Ukraine chưa đưa ra bình luận nào cho thông tin của Nga. Các cường quốc hạt nhân thường xuyên tiến hành diễn tập để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân, nhưng hiếm khi công khai tuyên bố hoạt động này liên quan đến những sự kiện và mối đe dọa cụ thể. trong hơn 2 năm xung đột, Nga nhiều lần tiến hành các cuộc tập kích tên lửa vào hạ tầng Ukraine. Quân đội nước này ứng phó bằng cách thiết lập mạng lưới phòng không ở các vị trí chiến lược để giảm hiệu quả đòn đánh của đối phương. Quân đội Nga sau đó đã thay đổi chiến thuật, triển khai đòn không kích theo đợt, kết hợp giữa tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vật âm và máy bay không người lái UAV, còn gọi là đạn tuần kích để khiến phòng không đối phương nhầm lẫn và quá tải. Chiến thuật này được chứng minh hiệu quả khi số lượng của đạn đáng kể chọc thủng lưới phòng không Ukraine. Nhưng trong những lần tấn công gần đây, lực lượng Nga một lần nữa thay đổi cách đánh chặn và thành phần vũ khí. Việc sử dụng các loại vũ khí khác nhau trong từng đợt tập kích giúp Nga tận dụng kho tên lửa đa dạng và triển khai phương án tấn công linh hoạt. Nga sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình phóng từ máy bay và chiến hạm, cùng tên lửa đạn đạo thông thường phóng từ mặt đất. Trong khi đó, Ukraine có rất ít thời gian để phát hiện và phản ứng thích hợp trước các đợt tên lửa ồ ạt bay tới. Chiến lược mới của Nga đã được chứng minh là hiệu quả khi có thể chọc thủng đáng kể vào phòng không Ukraina. Trong thời gian qua, Ukraina thường công bố tỷ lệ đánh chặn tên lửa Nga thấp hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Bắt đầu từ cuối năm ngoái, Nga giảm tần suất sử dụng UAV tự sát xa hết. Thay vào đó, họ tăng cường triển khai tên lửa đạn đạo, đặc biệt là tên lửa Iskander phóng từ Crimea. Crimea ở gần các mục tiêu bị tấn công khiến Ukraina bị giảm đáng kể thời gian đánh chặn. Tương tự, khi không quân Nga bắt đầu đóng vai trò ngày càng tăng trong cuộc xung đột, khi tên lửa hành trình phóng từ trên biển đang được thay thế bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không, bao gồm cả tên lửa KH-22. Phòng không Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa Iskander và KH-22 từ đầu cuộc chiến tới nay, khi tỷ lệ bắn rơi các vũ khí này không cao. Trước đó, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, Ilya Zeplat cũng cho biết, Nga đã thay đổi chiến thuật tập kích Ukraine cách đây 2 đến 3 tuần. Ông Zeplat nói, chúng tôi thấy rằng chiến thuật của Nga đã thay đổi một chút, Gần đây, họ không sử dụng hoặc giảm đáng kể số lượng máy bay không người lái tấn công loại xa hết. Hiện tại, Nga đang sử dụng UAV trinh sát để điều chỉnh các cuộc tấn công bằng tên lửa của mình. Ông Jeff nói thêm rằng, Nga đang điều chỉnh hòa lực bằng máy bay không người lái khi sử dụng tên lửa để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Lực lượng phòng vệ Ukraine đang phân tích các chiến thuật mới của Nga và giám sát chặt chẽ việc Moscow sử dụng UAV trinh sát. Hãng tin RFI cho biết, Pháp đã sẵn sàng cung cấp thêm 40 tên lửa hành trình tầm xa Scap EG cho Ukraine. Quân đội Pháp đã phát hiện ra nhiều kho chứa tên lửa hành trình Scap EG được cất giữ trong cái gọi là kén. Về cơ bản, những chiếc kén này là thùng chứa không thấm nước, được thiết kế để bảo vệ vũ khí lâu dài. Trong kho vũ khí hiện tại của Pháp, có thể tìm thấy hai loại đạn. Đầu tiên, chúng ta có các mẫu tên lửa cũ hơn, mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn trong tình trạng hoạt động được. Còn lại chúng ta có cái gọi là kén. Về cơ bản, đây là những tên lửa được tháo rời, trong đó một vài bộ phận nhất định được lấy ra để duy trì chức năng của các quả tên lửa khác. Như vậy, Pháp đang ưu tiên viện trợ những tên lửa sắp hết thời hạn sử dụng hoặc những tên lửa sắp bị loại bỏ, qua đó tạo điều kiện cho Ukraine đưa chúng vào sử dụng một cách nhanh chóng. Kế hoạch của Pháp là tiến hành nâng cấp thiết bị trong vòng 3 tháng, đảm bảo mọi tên lửa đều phải trải qua một loạt thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Kiev trước tiên sẽ phải tiếp nhận biến thể lỗ thời của tên lửa scap eg Đây cũng là điều hợp lý bởi nguyên tắc xuất kho đối với vũ khí là vào trước, ra trước. Theo báo Le Monde của Pháp, scap là tên lửa nặng 1.300 kg, được trang bị đầu đạn thường, phóng từ các máy bay như Eurofighter Typhoon của Anh hoặc Rafale của Pháp. scap có tầm tấn công 250 km, là tên lửa tầm xa nhất mà phương Tây từng viện trợ cho Ukraine tên lửa do nhà thầu châu Âu MBDA sản xuất có khả năng tấn công vào các vị trí của Nga nằm sâu bên trong phòng tuyến. MBDA cho biết, SCAP được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các cuộc tấn công được lên kế hoạch trước nhằm vào các mục tiêu cố định có giá trị cao như bong ke kiên cố và cơ sở hạ tầng quan trọng. SCAP sử dụng hệ thống điều hướng quán tính, GPS và tham chiếu địa hình để lập biểu đồ hướng bay ở tầm thấp nhằm tránh bị đối phương phát hiện. Đầu đạn có thể được lập trình để phát nổ bên trên mục tiêu hay khi va chạm hoặc sau khi xuyên thủng. Scap cũng sử dụng một camera hồng ngoại để khớp hình ảnh của mục tiêu với một bức ảnh được lưu trữ nhằm đảm bảo có thể thực hiện một cuộc tấn công chính xác và gây thiệt hại tối thiểu ở khu vực xung quanh. Ukraine từng nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F16 do Mỹ sản xuất để giúp nước này ứng phó với ưu thế trên không của Nga. Đến thời điểm hiện tại, đã có 4 quốc gia là Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ cam kết sẽ gửi F-16 cho Ukraine. Dự kiến, Ukraine sẽ nhận những chiếc F-16 đầu tiên vào tháng 6, tháng 7, nhưng không rõ số máy bay này do nước nào cung cấp. Ông Ilya Ievlas, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, cho biết trong tuần này rằng một số phi công Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16. Các phi công và nhân viên mặt đất đã được các đối tác phương Tây đào tạo suốt nhiều tháng trong bối cảnh lực lượng Nga đang tiến lên ở khu vực phía đông Donbass và tiến hành một cuộc tấn công mới ở phía đông bắc gần thành phố Kharkov. Các quan chức Ukraine coi việc bổ sung F-16 là một động thái nâng cấp quan trọng cho lực lượng không quân của nước này. Trong khi đó, giới chức Nga cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có nguy cơ là bùng phát xung đột hạt nhân. Trong một tuyên bố gần đây, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow không thể bỏ qua khả năng các máy bay F-16 của Ukraine sẽ mang vũ khí hạt nhân. Nga cũng tuyên bố rằng sự xuất hiện của F-16 trên chiến trường ở Ukraine là một sự thách thức có chủ đích của Mỹ và NATO, dù Washington chưa cung cấp máy bay cho Kiev. Nga cũng cảnh báo rằng Ukraine và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev nên nhận ra rằng những bước đi liều lĩnh của họ đang đưa tình hình đến gần hơn điểm giới hạn. Nga cho rằng việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra ý tưởng gửi binh sĩ NATO đến Ukraine nghĩa là phương Tây đang cố tình biến cuộc xung đột ở Ukraine thành một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và các nước NATO. Gần như tất cả các quốc gia NATO khác, bao gồm cả Mỹ, đã bác bỏ ý tưởng gửi binh sĩ tới Ukraine để chiến đấu. Tổng thống Mỹ Joe Biden lưu ý rằng các lực lượng của Mỹ sẽ không tham gia vào một cuộc xung đột với Nga ở Ukraine. Vào tháng 3, Tổng thống Biden cho biết Ukraine đang yêu cầu hỗ trợ quân sự và vũ khí, chứ không phải lính Mỹ. Ông Biden nói, họ không yêu cầu lính Mỹ. Trên thực tế, không có binh sĩ Mỹ nào tham chiến ở Ukraine. Tôi quyết tâm giữ nguyên quan điểm như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Nga cảnh báo Ukraine rằng tiêm kích F-16 sẽ bị coi là mối đe dọa hạt nhân nếu được triển khai trên chiến trường. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên tục đưa ra nhận xét tương tự sau khi có thông báo rằng Ukraine sẽ nhận được các máy bay F-16 vào năm ngoái. Theo EurAsian Times, trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tới Mỹ vào cuối tuần này, có nhiều thông tin cho rằng pháo tự hành T-155 Fertina của Thổ Nhĩ Kỳ, một phiên bản được sản xuất nội địa theo nguyên mẫu K-9 Thunders của Hàn Quốc, có thể sẽ được chuyển tới Ukraine. Các báo cáo cho biết Mỹ đang xem xét mua 12 pháo tự hành T-155 Fertina và đạn pháo cỡ nòng 155mm từ Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển sang Ukraine. Thông tin này xuất hiện lần đầu tiên trên mạng xã hội vào cuối tháng trước và lại xuất hiện khi ông Erdogan dự kiến sẽ đến thăm Mỹ trong tuần này. Đầu năm nay, Mỹ được cho là đã mua 116.000 viên đạn pháo 155mm từ công ty Arca Defense của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai tháng sau, có thông tin cho rằng Mỹ đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường mua sắm Chinitra Toluen hay còn gọi là TNT và Nitra Guanidin của Thổ Nhĩ Kỳ, những chất rất quan trọng để sản xuất đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn NATO. Ukraine được cho là đã đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển giao T-155 Fertina trong gần một năm chuẩn tướng Ukraine Oleksiy Horomo tuyên bố vào tháng 7 năm 2023 rằng họ sẽ được nhận hệ thống pháo Fertina của Thổ Nhĩ Kỳ và pháo tự hành Archer của Thụy Điển. Trong khi Ukraine đã nhận được pháo Archer từ Thụy Điển thì việc chuyển giao pháo của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được báo cáo. Giờ đây, khi chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang đến gần, có nhiều nguồn tin suy đoán rằng Ankara đang xem xét gửi vũ khí tới Ukraine với sự tài trợ của Lầu Năm Góc mặc dù chưa biết chắc chắn chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Erdogan có diễn ra trong tuần này hay không, nhưng vấn đề chuyển giao T-155 đã được quan tâm từ lâu. Trước đó, chính quyền Ankara cũng đã trang bị cho lực lượng Kiev các máy bay không người lái TB-2 tiên tiến và hệ thống pháo binh Sakarya MLRS. Việc chuyển giao T-155 sẽ tăng cường đáng kể về mặt hỏa lực cho quân đội Ukraine, bởi đây là bản sao được cấp phép từ hệ thống pháo tự hành K-9 Thunder của Hàn Quốc. Hệ thống này như một biến thể K9 nâng cấp với tháp pháo được chế tạo trong nước và một loạt hệ thống điện tử do Thổ Nhĩ Kỳ tự trang bị. T155 có một số tính năng của K9 bao gồm nòng và khung gầm CN98 155mm được chuyển giao công nghệ từ cơ quan phát triển quốc phòng ADD, cơ quan nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng của chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, tháp pháo là thiết kế nguyên bản của Thổ Nhĩ Kỳ giúp tăng sức chứa băng đạn từ 24 lên 30, đồng thời giảm kho đạn ở thân xe từ 24 xuống 18. Trong khi ống ngắm toàn cảnh dùng để bắn thủ công đã bị loại bỏ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phát triển các thành phần khung gầm INS là hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống điện bao gồm radio và FCS là hệ thống điều khiển hỏa lực. Công ty đứng sau công nghệ dẫn đường quán tính là Asensan. Pháo 155mm của Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắn đạn MOD 274HE với tầm bắn tối đa 40 km. Hệ thống có thể bắn 6 viên đạn mỗi phút với tùy chọn bắn 3 phát trong 15 giây. Pháo tự hành T-155 có thể mang theo 48 viên đạn và các báo cáo chỉ ra rằng nó có thể đạt tốc độ tối đa 65 km một giờ. Một cựu nhân viên tại nhà máy lọc dầu Cui Bicep một trong những doanh nghiệp công nghiệp dầu mỏ lớn nhất ở khu vực Samara và thuộc sở hữu của Rosneft, nhà sản xuất dầu lớn nhất nước này cho biết, ông và nhiều người khác đã từ chức sau khi cơ sở này bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào cuối tháng 3. Nhà máy lọc dầu Kuibyshev đã tạm dừng mọi hoạt động sản xuất sau khi chịu thiệt hại trong cuộc tấn công. Reuters đưa tin vào thời điểm đó, lưu ý rằng khoảng 14% công suất lọc dầu của Nga đã bị ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ukraine đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Moscow phụ thuộc vào ngành xuất khẩu dầu mỏ và năng lượng, chiếm khoảng 30% nguồn thu ngân sách của đất nước và rất quan trọng để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Cựu nhân viên nói với hãng tin Nga Vốt rằng ít nhất 7 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm phân tích hóa học đã nghỉ việc sau vụ tấn công. Vốt phát hiện ra rằng số lượng lớn nhân viên cũng đã nghỉ việc tại nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga. Nơi đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cuối tháng trước, buộc chính quyền phải đình chỉ một số hoạt động. Vào tháng 3, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Vasyl Maliuk cho biết cơ quan chính phủ đứng sau tất cả các cuộc tấn công vào các trung tâm dầu mỏ của Nga và sẽ tiếp tục. Cơ quan này ước tính cho đến nay họ đã thực hiện ít nhất 13 cuộc tấn công thành công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong chiến tranh ngay trong ngày Nga kỷ niệm chiến thắng mùng 9 tháng 5, hãng tin AFP dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa basko Tostan của Nga là do SBU và được thực hiện ở phạm vi kỷ lục. Nguồn tin cho biết chiếc máy bay không người lái drone đã bay được quãng đường 1.500 km. Theo đó, chiếc drone đánh trúng một đơn vị xử lý xúc tác tại khu liên hợp chế biến dầu, hóa dầu và phân bón Gazprom, Nestekim, Salavat. Nguồn tin trên nói, SBU một lần nữa chứng tỏ họ có các giải pháp công nghệ mạnh mẽ giúp dáng những đòn đau đớn vào kẻ thù. Trước đó, các cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga xác nhận đã xảy ra hư hại tại một trạm bơm ở nhà máy lọc dầu Salavat ở Baskotostan thuộc Tập đoàn Năng lượng Khổng lồ Gazprom của Nga. Cơ quan này thông báo không có hỏa hoạn và không có thương vong. Ngoài ra, Ukraine cũng sử dụng drone tấn công hai kho dầu ở vùng Krasnodar phía nam của Nga gây hỏa hoạn sau loạt không kích vùng Belgorod biên giới trong đêm. Thống đốc Vyacheslav Gladkov của vùng Belgorod cho biết một số khu trung cư và nhà cửa đã bị hư hại và một số người bị thương. Cùng ngày, Nga không kích vào thành phố Nikopol ở miền nam Ukraine. Tại Odessa, không quân Ukraine nói đã bắn hạ 17 trên 20 drone của Nga nhắm vào thành phố cảng này. Công ty năng lượng nhà nước Ukrhydro Energo ngày 9 tháng 5 thông báo nhà máy thủy điện ở Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng và không còn hoạt động sau các vụ ném bom của Nga hồi đầu tuần. Công ty này cho biết tính đến hôm nay, tất cả hoạt động sản xuất thủy điện đều bị thiệt hại nặng nề. Nhắm vào giới lãnh đạo Hamas là mục tiêu chính trong cuộc chiến của Israel ở giải Gaza. Trong đó có chiến dịch ở thành phố Rafah, phía nam giải Gaza, nơi ẩn náu của hơn 1 triệu dân thường Palestine phải di tản Thời gian qua, Israel đã tuyên bố một số thành công của nước này trong cuộc chiến chống lại lực lượng Hamas ở giải Gaza. Trong số nhiều chỉ huy cấp cao mà Israel tuyên bố đã tiêu diệt, có nhân vật Mawan Isa được coi là thủ lĩnh số 3 của lực lượng hồi giáo Hamas. Dẫn lời hai quan chức đề nghị không nêu tên, báo tham ở Israel ngày 11 tháng 5 cho biết, ông Gaza Sinwar hiện đang không ẩn náu ở Rafa và cũng không chắc ông này đang ở đâu. Theo các quan chức này, một báo cáo tình báo gần đây cho rằng thủ lĩnh Hamas Sinwar rất có thể đang ở trong các đường hầm dưới lòng đất tại thành phố Khan Yunis, cách Rafa khoảng 8 km về phía bắc. Một quan chức thứ ba cũng đề nghị không nêu tên, khẳng định ông Sinwar vẫn còn ở Gaza. Kể từ khi bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công tại thành phố Rafa, Israel tuyên bố 18 trên 24 tiểu đoàn của Hamas đã bị giải tán. Trong số 6 tiểu đoàn còn lại, 4 tiểu đoàn được cho là đang đóng tại Rafa. Quân đội Israel đã hoạt động ở khu vực dây tuôn của thành phố Gaza lần thứ ba trong tuần này kể từ khi xung đột ở Gaza bùng nổ. Các quan chức an ninh cảnh báo rằng quân đội Israel sẽ buộc phải tiếp tục chơi trò mèo vườn chuột này với Hamas cho đến khi chính phủ Israel đạt được một giải pháp khả thi thay thế Hamas. Trong số các quan chức đã trao đổi với Tham of Israel, một vị cho biết nhiều thành viên Hamas ở Rafah đã chạy trốn về phía Bắc khi Israel cảnh báo mở chiến dịch tấn công vào thành phố này. Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, bày tỏ quan ngại về chiến dịch ở Rafah và đã ngừng một chuyến hàng đạn dược lớn vào tuần trước vì lo ngại số vũ khí này sẽ được dùng ở Rafah. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Galan nói thủ lĩnh Hamas Sinwar đang ẩn náu từ nơi này sang nơi khác và không còn chỉ huy các hoạt động của nhóm. Ông Joab Galan nói, ông ta đang trốn tránh vị trí lãnh đạo Hamas. Ông Galan cho rằng thủ lĩnh Sinwar không còn chỉ huy chiến dịch hay lực lượng Hamas mà đang lo cho sự sống còn của bản thân. Tel Aviv cáo buộc ông Sinwar là chủ mưu vụ tấn công vào lãnh thổ Israel hồi tháng 10 năm 2013, gây ra cuộc xung đột đã gần bước sang tháng thứ năm. Ông Sinwar gia nhập Hamas từ khi lực lượng này được ông Ahmad Yassin thành lập năm 1987. Ông Sinwar từng bị Israel kết án tù, nhưng đã qua mặt tình báo nước này để được trả tự do và âm thầm lên kế hoạch tấn công. Bất chấp sự phản đối của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và cộng đồng quốc tế, Israel đang ngày càng tiến gần đến việc thực hiện kế hoạch quân sự trên bộ chống lực lượng Hamas tại thành phố Rafah ở miền nam giải Gaza. Để tránh gây căng thẳng trong mối quan hệ với đồng minh, nội các chiến tranh của Israel đã thông qua quyết định tấn công thành phố Rafah theo một cách đặc biệt. Thời báo Israel dẫn lời một quan chức Ai Cập cho biết, nội các chiến tranh của Israel ngày hôm qua mùng 10 tháng 5 đã thông qua việc mở rộng có chừng mực các hoạt động của quân đội nước này tại thành phố Rafah phía nam Gaza. Theo đó, Israel đang dự tính khởi động các chiến dịch riêng biệt tại những khu vực khác nhau ở Rafah thay vì tấn công ồ ạt cùng lúc vào thành phố này. Israel hiện chưa có tuyên bố chính thức Tuy nhiên theo đánh giá của giới quan sát, quyết định này của Israel được xem là mũi tên trúng hai đích khi vừa thực hiện được kế hoạch tiêu diệt lực lượng Hamas mà Israel đã đặt ra ngay từ khi xung đột Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, vừa không vượt qua lằn ranh giới đỏ mà chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra cho quốc gia đồng minh. Trước đó thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không ít lần nhấn mạnh rằng điều cần thiết là phải đánh bại Hamas và giành chiến thắng trong cuộc chiến, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, ông Benjamin Netanyahu tiếp tục khẳng định, chúng ta quyết tâm và đoàn kết để đánh bại đối phương và những ai muốn loại bỏ chúng ta. Nếu cần đứng một mình, chúng ta sẽ đứng một mình. Tôi đã nói rằng nếu cần thiết, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng sức mạnh tinh thần đoàn kết với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng. Chính quyền của Tổng thống Biden trước đó đã ra lệnh ngừng chuyển một lô vũ khí gồm 1.800 quả bom 907 kg và 1.700 quả bom 226 kg cho Israel, với hy vọng động thái quyết liệt này sẽ khiến chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải nghĩ lại về chiến dịch tấn công Gaza và hướng tới chấm dứt xung đột. Trước đó hồi tháng 3, ông Biden cũng từng tuyên bố nước Mỹ không chấp nhận việc Israel thực hiện chiến dịch tấn công toàn diện vào Rafah, nơi hiện có hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của kênh CNN, ông Biden nhấn mạnh, tôi đã nói rõ rằng nếu họ tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp vũ khí đã được sử dụng trong lịch sử để đối phó với Rafah, để đối phó với các thành phố. Nhiều người thiệt mạng ở Gaza do hậu quả của những quả bom và những cách khác mà họ tấn công vào các trung tâm dân cư. Mặc dù chính quyền của ông Biden thường xuyên nhắc lại sự ủng hộ bên chặt của Mỹ dành cho Israel, nhưng cũng không quên nhấn mạnh rằng vấn đề là phải có loại vũ khí phù hợp cho nhiệm vụ trong tay và Mỹ muốn thấy Israel thực hiện chính xác hơn hoạt động tại Gaza. Đây được xem là động thái chưa từng xảy ra trong quan hệ giữa Mỹ với đồng minh thân cận tại khu vực Trung Đông này. Hiện chưa rõ chính quyền Mỹ sẽ có phản ứng ra sao với quyết định mới nhất của Israel, song một thực tế là xung đột Gaza sẽ còn tiếp diễn ác liệt trong thời gian tới. Vào lúc này, trên thực địa Xe tăng Israel đã kiểm soát được con đường chính, phân chia nửa phía đông và phía tây của Rafa, bao vây toàn bộ phía đông của thành phố, đồng thời đóng cửa khẩu duy nhất giữa Gaza và Ai Cập. Các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc hôm qua đã cảnh báo trong bối cảnh các cửa khẩu quan trọng vẫn đang đóng. Việc dự trữ lương thực và nhiên liệu đang dần cạn kiệt có thể buộc các hoạt động viện trợ phải dừng lại trong vài ngày tới. Các bệnh viện phải đóng cửa và dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng nhiều hơn.